kết quả bầu cử 2024 đã được định đoạt tại Pennsylvania. Chúc mừng Tổng thống 47 Donald Trump. Quý khán thính giả thân mến, Pennsylvania có nhiều khẩu hiệu và biệt danh, tiểu bang Keystone, bang độc lập, quê hương của bia và bây giờ Pennsylvania là trung tâm của vũ trụ chính trị trong cuộc bầu cử năm 2024 này. Theo phân tích gần đây của nhà thống kê chính trị Ned Silver, cách Pennsylvania biến động bầu cử vào ngày 5 tháng 11 – có thể sẽ quyết định nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ. Nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng ở tiểu bang này, tỷ lệ bà và nhà trắng sẽ đạt 91%. Nếu ông Trump thắng, tỷ lệ của ông sẽ tăng vọt lên 96%. Đó là mức độ quan trọng của 19 phiếu đại cử tri mà Pennsylvania nắm giữ, cần tối thiểu 270 phiếu để giành được đại cử tri đoàn và tiểu bang này là thước đo toàn quốc về hiệu suất của từng ứng cử viên với các cử tri phải thắng hầu như mọi cuộc thăm dò toàn tiểu bang được tiến hành tại Pennsylvania trong tháng qua đều cho thấy sự cân bằng về mặt thống kê trong cuộc đua giành chức tổng thống. Năm 2016, ông Trump đã gây bất ngờ xích sao ở Pennsylvania, đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton với tỷ lệ xích sao 48,2 so với 47,5%. Chiến thắng này đã phá vỡ bức tường xanh quan trọng cùng với Michigan và Wisconsin, mở đường cho ông Trump vào tòa bạch ốc. Nếu chúng ta thu nhỏ bản đồ bầu cử của Pennsylvania lại thì nó trông rất giống với bản đồ của cả nước Mỹ, những mảng lớn màu đỏ của Đảng Cộng hòa ở vùng nông thôn, vùng trung tâm của tiểu bang và những mảng màu xanh đậm của Đảng Dân chủ ở phía đông và phía tây, biểu thị các trung tâm dân số. Pennsylvania phản ánh sự sắp xếp lại chính trị của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong hơn một thập kỷ qua. Người Mỹ chủ yếu là người da trắng lao động chân tay đã chuyển sang đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, những người thành thị giàu có đã biến đảng Dân Chủ, vốn trước đây là cơ sở của tầng lớp lao động, trở thành đảng của những người có trình độ đại học và những người ít có khả năng theo đạo. Nhưng đảng Dân Chủ vẫn giành được 49% số người không có trình độ đại học và tỷ lệ phiếu bầu của họ ở vùng ngoại ô. Tuy nhiên, không ứng cử viên tổng thống nào đang bỏ qua các khu vực bầu cử quan trọng ở Pennsylvania nhóm bà Harris đã mở 50 văn phòng chiến dịch trên khắp Pennsylvania trong nỗ lực thâm nhập vào các cộng đồng bảo thủ, nông thôn. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã có một bước tiến lớn đối với các cử tri da đen và có vẻ như ông đang trên đường giành được sự ủng hộ cao nhất từ các cử tri da đen so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa nào trong lịch sử. Đặc biệt là những người ôn hòa ở ngoại ô, chẳng hạn như những người ở Mainline của Philadelphia – một khu vực ngoại ô khá giả và ở vùng ngoại ô cao cấp tại thủ phủ Haribus của tiểu bang. Những người có xu hướng tự do hơn về các vấn đề xã hội và bảo thủ hơn về các vấn đề kinh tế. Đảng Dân Chủ có lợi thế nhỏ về số lượng cử tri đăng ký chung ở Pennsylvania ở mức 44% so với đảng Cộng Hòa ở mức 40%, trong khi 12% người Pennsylvania tự nhận là cử tri độc lập. Tuy nhiên, lợi thế đăng ký như vậy của đảng Dân Chủ là mỏng nhất trong nhiều thập kỷ chi phí khủng và các vấn đề nóng. Với tư cách là giải thưởng bầu cử lớn nhất năm 2024, không có tiểu bang nào được đầu tư nhiều tiền mặt và sự chú ý hơn Pennsylvania. Hai đối thủ Harris và Tổng thống Trump đã đi khắp tiểu bang trong nhiều tháng qua. Ông Trump và các đồng minh của ông đã chi 20,9 triệu đô la ở Pennsylvania, gấp đôi số tiền họ chi ở Georgia, gấp 3 lần số tiền chi ở Michigan và gấp 8 lần số tiền họ chi ở Bắc Carolina để tương xứng bà Harris và các đồng minh của bà đã chi 21,2 triệu đô la cho các quảng cáo chính trị ở Pennsylvania, gấp 3 lần số tiền họ chi ở Georgia, gấp đôi số tiền chi ở Michigan và gấp 18 lần số tiền họ chi ở Bắc Carolina. Tiền đã được đổ vào vô số quảng cáo về nhiều vấn đề tiêu cực mà người Mỹ nói chung phải đối mặt, bao gồm lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tội phạm, phá thai và nhập cư. Bên cạnh đó, cuộc chiến ở Ukraine là vấn đề đặc biệt quan trọng, đối với cộng đồng người Ba Lan đông đảo ở Pennsylvania trong nỗ lực của đảng Dân Chủ nhằm khai thác những lo ngại về Nga. Tuy nhiên, không có chủ đề nào gây ra nhiều tranh cãi hơn fracking, quá trình khai thác dầu và khí đốt từ đá ngầm. Pennsylvania đã trở thành bang đi đầu toàn quốc về fracking, gây phẫn nộ trong những người bảo vệ môi trường, ngay cả khi những người ủng hộ coi ngành công nghiệp này là nguồn thu khổng lồ và tạo ra việc làm cho tiểu bang. Ông Trump đã ủng hộ fracking một cách rõ ràng như một phần trong thông điệp khoan, khoan, khoan của ông về việc hạ giá và tạo ra vị thế độc lập về năng lượng cho nước Mỹ. Còn bà Harris, người từng tuyên bố với tư cách là ứng cử viên sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2019 rằng không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ủng hộ lệnh cấm fracking. Giờ đây lại quay xe, nói rằng hãy để tôi nói rõ ràng, như tôi đã nói vào năm 2020, tôi sẽ không cấm fracking. Điều gì đang chờ đợi? Nếu cuộc đua giành chức tổng thống của Pennsylvania diễn ra căng thẳng như các cuộc thăm dò cho thấy, người chiến thắng có thể không được công bố ở Pennsylvania hoặc trên toàn quốc vào đêm bầu cử. Với việc kiểm phiếu vắng mặt và ở nước ngoài và khả năng kiểm phiếu lại, quá trình này có thể kéo dài trong nhiều ngày, nếu không muốn nói là nhiều tuần. Đó là một lý do tại sao cả hai bên đều đã thuê luật sư để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý. Năm 2020, tòa án tối cao Mỹ đã từ chối can thiệp vào một vụ án ở Pennsylvania liên quan đến việc kiểm tra các quy tắc xung quanh thời điểm vẫn có thể kiểm phiếu qua thư. Tuy nhiên, các khía cạnh khác của giao thức bầu cử hoặc tính toàn vẹn của lá phiếu vẫn có thể lại bị thách thức ở năm nay. Ngay trong năm 2024, Pennsylvania đã dính đến căng thẳng chính trị. Vụ ám sát cuộc đầu tiên nhằm vào ông Trump xảy ra tại thị trấn nhỏ Butler của bang này Quyết định của bà Harris khi từ chối thông đốc nổi tiếng George Shapiro làm người liên danh tranh cử cũng làm giấy lên lo ngại và có thể dẫn đến sự hoài nghi đáng kể nếu bà thua Pennsylvania và chức tổng thống. Pennsylvania cũng là nơi diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên và có khả năng là duy nhất của cặp Trump-Harris. Việc bà Harris hay ông Trump trở thành tổng thống sẽ phụ thuộc vào việc các ngôi sao chính trị của họ có tỏa sáng hay không. Dù thế nào đi nữa, những ngôi sao đó đều xoay quanh Pennsylvania, trung tâm của vũ trụ chính trị. Cùng lúc đó, Tổng thống Trump thì sẽ đánh bại lạm phát và bãi bỏ luật Harris đã làm hại người cao tuổi với mức tăng phí bảo hiểm Medicare lớn nhất từ trước đến nay khi ông cho biết. Biden Flaxen đã tàn phá những người cao tuổi trong 4 năm qua, gây áp lực tài chính to lớn cho những người sống bằng thu nhập cố định. Kết quả là, nhiều người cao tuổi ở các tiểu bang dao động như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin đang quay lưng lại với chính quyền Biden, Kamala Harris và chuyển sự ủng hộ của họ sang Donald Trump, người đã đưa ra những lời hứa rõ ràng về việc khắc phục lạm phát và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Lạm phát đang tàn phá người cao tuổi, nhưng phản ứng của Biden Harris lại vô cùng cẩu thả. Giải pháp của họ là đạo luật giảm lạm phát IRA được đặt tên sai. Họ hứa với người cao tuổi rằng giá cả sẽ giảm nếu nó được thông qua. Họ thậm chí còn khiến AOB chi 60 triệu đô la để thuyết phục đầm lầy ủng hộ nó. Họ đã đưa nó qua quốc hội với lá phiếu phá vỡ thế bế tắc của Harris, chuyển nó cho Joe Biden để ký thành luật. Tuy nhiên, IOA không làm gì để giảm bước đau khổ về tài chính của người cao tuổi. Thay vào đó, IOA đã đánh cấp hàng trăm tỷ đô la từ Medicare để trợ cấp cho xe điện, mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất Trung Quốc và những người đứng đầu của họ trong Trung Quốc. IOA chưa bao giờ nhằm mục đích giảm chi phí cho người cao tuổi, đó là một giấc mơ sốt sắn của cánh tả, với đầy những khoản trợ cấp xanh lớn và y tế xã hội hóa trở thành hiện thực. Vì vậy, hóa đơn của người cao tuổi thậm chí còn lớn hơn. IOA đã gây ra sự gia tăng đột biến trong phía bảo hiểm Medicare. Nhờ Biden và Harris, người cao tuổi phải đối mặt với mức tăng đáng kinh ngạc 20% trong năm nay, với dự báo cho thấy mức tăng thêm 50% vào năm tới, hoặc thậm chí có khả năng cao hơn. Đây không chỉ là sự bất tiện mà còn là một đòn giáng tàn khốc vào ngân sách của hàng triệu người Mỹ cao tuổi. Thật không may, IOA vẫn chưa dừng lại ở đó, nó cũng bãi bỏ quy tắc hoàn tiền của Trump, một biện pháp bảo vệ quan trọng được thiết kế để tiết kiệm hàng tỷ đô la cho người cao tuổi bằng cách giảm chi phí tự trả của họ và hạn chế lòng tham của các nhà quản lý phúc lợi dược phẩm (PPM) của OBIS Insurance. Bằng cách xóa bỏ các biện pháp bảo vệ này, Biden và Harris đã khiến người cao tuổi dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết khi các công ty bảo hiểm tính phí quá cao cho giá thuốc theo tòa. IOA cũng làm hỏng Medicare phần D phổ biến, không còn là một chương trình do thị trường thúc đẩy để cung cấp thuốc giá cả phải chăng cho người cao tuổi. IOA đang cố gắng biến một chương trình thành công thành cơn ác mộng quan liêu với các biện pháp kiểm soát giá do Washington áp đặt, tạo ra một bộ máy quan liêu mới trị giá 3 tỷ đô la, khiến thuốc men khó tiếp cận hơn đối với người cao tuổi. Đây không chỉ là vấn đề tăng phí bảo hiểm, mà còn là sự can thiệp của chính phủ vào việc bệnh nhân tiếp cận các loại thuốc thiết yếu. Kế hoạch của Trump sẽ hủy bỏ trợ cấp cho Trung Quốc, giảm phí bảo hiểm Medicare cho người cao tuổi, khôi phục quy tắc hoàn tiền của Trump, giảm chi phí tự trả và chấm dứt các hoạt động định giá phá hoại của chính phủ đe dọa quyền tiếp cận thuốc men cần thiết của người cao tuổi. Trong khi Harris vẫn ngoan cố bám vào các chính sách thất bại khiến người cao tuổi tránh xa, thì kế hoạch của Trump mang lại cải cách và cứu trợ thực sự cho người cao tuổi. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. ©